Xin chào tất cả các bạn, quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món thức uống tương tự với món cà phê mà đang hot trên mạng. Đó là cà phê Dalgona. Không biết mình đọc vậy đúng không, cái đó là tiếng Hàn hay sao đó. Thì cách đây lâu lắm rồi mình có hướng dẫn, chia sẻ cho các bạn cái công thức làm cà phê đó. Nhưng mà với cái phiên bản nó hơi khác một chút theo kiểu cà phê Việt Nam. Thì cái cách cà phê đó thì mình làm công thức y vậy luôn, nhưng mình chưa có biết tới cái tên đó, cho nên là sau này mình mới biết cái kiểu cà phê đó mình làm tên là tiếng Hàn, tên là Dalgona. Thì hôm nay mình làm cái kiểu thức uống cũng giống vậy đó, nhưng mà là matcha trà xanh. Thì cái món matcha này là rất là nhiều các bạn Việt Nam mình và các bạn châu Á rất là thích. Thì cái cách làm nó hơi khác một tí thôi, thì nguyên liệu nó cũng đơn giản thôi, có bột trà xanh nè, có một cái lòng trắng trứng và đường, và các bạn cần phải có cái đồ đo nhiệt kế này, cái đồ đo nhiệt độ này đó, trứng bằng tay nữa nha. Đầu tiên các bạn làm nóng cái chảo và sau đó cho nửa cup đường cát trắng và nửa cup nước vào, nấu cho nó sôi lên. Và nửa cup nước nha, nấu sôi cho đến nhiệt độ là 105 độ C. Thì các bạn chế cái hỗn hợp nước đường này vào cái lòng trắng trứng đã được đánh bông bông rồi, thì các bạn đánh thêm cho nó trở thành cái hỗn hợp nó hơi dẻo, giống như là marshmallow bạn làm trong cái macaron á. Thì cái nước đường nóng này á, đồng thời có thể tiệt trùng nhẹ cái lòng trắng trứng của mình để cho nó an toàn. Vậy mình xài cái này là lòng trắng sống, còn cái lòng trắng của mình đã tiệt trùng qua rồi. Thì nếu mà các bạn có trứng tiệt trùng thì càng ăn càng tốt hơn. Cái cách tiệt trùng cũng khá đơn giản, các bạn mua cái trứng về các bạn để nhiệt độ phòng cho nó thiệt nguội, sau đó các bạn làm nóng nước nóng ở 147 độ F và các bạn nấu trứng ở trong cái nhiệt độ đó trong vòng 3 phút. Thì các bạn tắt lửa và các bạn cho trứng vào nước đá, là đó là cái cách tiệt trùng của cái trứng rồi đó. Đây, trong lúc nước đường nấu á, thì các bạn đánh lòng trắng trứng lên nha. Có hai cái lòng trắng trứng nè, đã được tiệt trùng rồi. Bây giờ mình đánh cho nó bong lên. Mình đánh khi nó bong lên nhìn. Đó. Bông về là các bạn quay lại check cái nước đường của mình coi nó đạt tới 105 độ C nha. 105 độ C thì các bạn chế cái nước đường siro vô đây, đánh tiếp. Nước đường của mình đang được nấu này, cho lửa lớn này, mình check bây giờ nó bao nhiêu độ nha. Nấu nước đường đến khi nước đường nó gần cạn á, bắt đầu nó nổi bong bóng lên, ngay cái đáy nồi á, nổi bong bóng lên chứ không còn nước nhiều nữa. Giờ nó cô đặc thành cái nước đường mà nó nổi bong bóng sát cái đáy nồi, cái đắt đáy chảo vậy nè. Đó, cho nó cạn một tí nữa. Thì cái nhiệt độ nấu sôi như thế này thì nó tầm là 100 độ đến 110 độ thôi. 110 đến 110 độ C thôi. Mình đo rồi, mình có nấu nó thêm nữa thì cái nhiệt độ đó là cao nhất rồi. Mình nấu cho nước nó cạn một chút. Bây giờ nó cạn lại, nó nhìn nó sát cái đáy chảo luôn là được rồi các bạn. Để mình đo các bạn xem bao nhiêu nha. Đó, tầm bây giờ là nó đạt tới 120 độ rồi, không sao. Bạn cứ từ từ chế nước đường, cái chảo nước đường vô trong, là cứ bên tay phải mình đánh và bên tay trái mình chế nước đường vô. Thì
bạn đánh đến khi nào bạn thấy cái hỗn hợp mình nó dẻo vậy nè. Đó. Đánh thêm một tí nha. Một muỗng cà phê. Trà xanh này, trà xanh nguyên chất á, nên mình cho một muỗng rưỡi thôi. Cà phê nguyên chất nó đắng lắm. Rồi bây giờ mình đánh lên tiếp nha. Bây giờ mình lấy một cái túi bắp bông kem mình cho vô, hoặc là các bạn không có cái túi bắp bông kem các bạn có thể dùng cái bột Ziploc bỏ vô để mình trình bày bông kem nè, đây mình dễ trình bày. Rồi đây mình có 2 ly đá ha. Rồi mình cho sữa vô, thì cái này các bạn uống sữa sữa nguyên kem á thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nhà mình thì mấy nhóc nhà mình uống sữa low fat cho nên mình có sữa low fat. Mình muốn béo hơn thì mình sẽ pha thêm sữa half and half. Sữa half and half là một nửa sữa whole milk và một nửa sữa heavy cream. Mình chế sữa tươi vô trước. Sữa half and half, cái này là tùy thôi, bạn muốn uống bao nhiêu thì chế theo sở thích. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái hỗn hợp matcha đánh bông lên bên trên. Đây là ly Dalgona matcha latte của mình đã xong rồi đây. Wow, ngon nè. Ngon quá, không cần whipped cream gì hết.
nó quậy đều luôn. Bố ơi, chúc các bạn làm thành công nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bây giờ mình uống đây.